thẻ quét để mà thêm vào MS Team ha tại vì uh, như hôm bữa anh có nói là mình sẽ có tổ chức uh, kiểm tra giữa kỳ uh, qua hình thức online ở trên MS Team ha Ok, có bạn nào chưa quét chưa? À. Ừ. Có vô được. không Vô được cái đường uh, link hoặc là QR code này không? Rồi, uh, những bạn nào mà vô được MS Team và ấn được cái chữ uh, uh, tham gia hay hoặc là join team á thì là ok rồi ha thì thì anh sẽ anh với chị linh thì sẽ duyệt để cho các bạn vào ha Ờ. Oh. Gì hả? Um, ờ. <laughs> từ anh nghĩa là một số bạn như vậy đúng không? À tụi em em này lớp, em lớp trưởng hay là sao? lớp phó. À, cho anh sẽ gửi tụi em một cái mail. Okay. Rồi, uh, hồi nãy anh có nói chuyện với một bạn cánh, cánh cánh sự ban cánh sự lớp thì biết là một số uh, bạn uh, học từ học lại từ năm trước nữa thì sẽ gặp khó khăn trong việc vô uh, MS Team thì uh, anh nhắn ban cán sự các lớp uh, có mặt ở đây cũng như là đang trên online á các bạn uh, uh, gửi mail cho anh uh, cái danh sách những cái bạn nào mà học uh, từ năm trên học lại á để mà anh biết để mà khi mà ta tổ chức trên MS Team thì anh biết uh, Uh, anh kiểm lại ha, mất công sóc một số bạn thì nó không có được uh, nó bị thiệt thòi cho mấy bạn ha ok rồi um, cho các bạn ha uh, lại là anh, anh tên là thành uh, rồi trước anh vậy uh, là lần cuối cùng gặp là các bạn là thứ năm đúng không OK. Rồi. Um, hôm bữa anh có nói với các bạn một cái câu mà anh nói là anh muốn nhắn gửi là tới ngày hôm nay anh sẽ giải thích. Các bạn nhớ là câu gì không? Ừ. Thấy ông này nhắn gửi nhiều cái quá. ha. Cái gì mà liên quan đến chữ nguyên nhân á? Ờ, à, nhân quả và tương quan. OK. Rồi. À, cái câu đó là. Um, nó có sự liên quan hay là cái sự tương quan đó thì chưa chắc nó có nhân quả, hmm, ok mình chưa biết được. À, anh bắt đầu từ năm anh học lớp 1 đó là anh đã có một cái trải nghiệm về có sự liên quan nhưng mà không có nhân quả rồi. Anh học bài học bài này hơn các bạn cả ba chục năm rồi, hai mươi bốn năm rồi, tức là hồi năm anh học lớp một đó nha. Anh không biết vì sao á anh được nổi tiếng không phải nổi tiếng nữa nhưng mà mọi người nghĩ thường nghĩ tới anh là hen cắt vặt anh 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 không nhớ những gì mình đã làm nha anh không nhớ những gì mình đã làm nhưng mà cái mà anh nhớ bây giờ là vậy thì á, vô tình là cái bữa cuối cái bữa thứ sáu là anh đi về trễ nhất lớp thì anh thấy cái thằng bạn ngồi trước anh á nó về và nó để luôn một cái bút rất là đẹp bút mực á các bạn hồi xưa đi học có còn xài bút mực để viết cái thay nó động không có đúng không và tụi nó hay hơn thua nhau ở chỗ là một là viết nhanh hai là viết của thằng nào đẹp hơn đứa nào thì bạn anh để lại một cái viết là đẹp thì anh rất là suy nghĩ đơn giản thôi bạn đã quên thì mình giữ dùng ha mình giữ dùng thứ hai mình trả lại một suy nghĩ rất là ngây thơ đến ngày thứ hai nó tới lớp trước anh và nó nó là kịp mét cô nói là cô ơi, cô có bạn nào đó lấy mất cái bút của em À, không biết nó tại sao nó nghĩ lấy mất nó nghĩ là nó để quên hay gì mà nó nghĩ là nó lấy mất à, anh cũng hiểu sao thì á lúc đó cô mới kêu thứ hai đầu tuần mà là sẽ gì sinh hoạt chủ nhiệm đúng không cô mới nói là bạn nào lấy bút của bạn anh không nhớ tên nó ha mà chắc cũng không cần nhớ cái anh giơ tay lên anh tính trả dạ cô ơi, em em làm việc tốt này em trả cho cho bạn cô kêu em thành bước ra ngoài lên phòng giới thiệu cho cô các bạn thấy cảm cảm, xúc của các bạn nói lúc đó như thế nào ta rất là rất ức chế ha và đó là một bài học gọi là đầu tiên về cái này của anh luôn là có sự liên quan không có nghĩa là yếu tố nhân quả nghĩa là anh giữ cái bút của bạn không có nghĩa là anh là thằng ăn cắp hiểu không việc bạn đó mất bút là vô tình bạn đó để quên và anh cũng vô tình giữ dùng bạn ha nhưng mà cô giáo kết luận là vì cái thằng thành này nè mà cái bút bị mất đó đó là bài học đầu tiên của anh về nhân quả ừ. cho nên anh nghĩ là anh là người phù hợp để mà chia sẻ các bạn lại bài này ha à ok rồi thì um, nguyên nhân à anh có một cái hình hai năm nay năm con mèo một số bạn bị cười những cái hình các bạn tại sao tại sao lại cười các bạn anh sao sao cười sao cười bạn bạn nữ hồi nãy sao cười vậy các bạn có nghĩ con mèo nó nặng không không hả có một số bạn có một số bạn body samsung con mèo hả rồi uh, một khi mà nhìn vô cái này các bạn thấy là sao con mèo nó nằm trên cái gì đó ha cái máy máy tôn máy nhà mà nó bị nó bị, nó bị uh, lõm xuống và cái cái trụ nó bị Uh, cong công luôn thì một số bạn sẽ nghĩ là ồ con mèo uh, liệu có phải là con mèo nó nặng tới mức mà làm cho cái cái này nó bị cong hay không ha một số bạn nghĩ vậy nhưng mà anh nghĩ một số bạn nghĩ khác là chắc là do nó cong sẵn rồi con mèo thấy nằm đã quá nó lại nó nằm thì mình các bạn nghĩ là phương án nào khả thi hơn ừ, cái nào có chứ bị 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 cong uh, cái cái đó nó bị lỏng chứ đúng không ok À, nhưng mà vẫn có một số bạn nghĩ hướng ngược lại đúng không? đó thì đây là một ví dụ anh nghĩ là nó sẽ liên quan tới uh, khi mà nó có hai đó hai cái gì nó cùng xuất hiện, uh, hai cái gì nó cùng xuất hiện thì ví dụ như uh, con mèo và cái con mèo nằm trên đó và cái sự kiện là cái cái nhà nó bị cái cái mái tôn nó bị lõm thì không có nghĩa là con mèo nó gây ra cái điều đó mà vô tình là nó chỉ xuất hiện cùng một lúc mà thôi rồi đó thì anh hy vọng là hai cái hình đó các bạn à, một ứng dụng một cái uh, quan sát mỗi ngày mình có thể thấy ha và sẽ còn nhiều quan sát nữa các bạn thử ngẫm nghiệm uh, thử ngẫm lại ha có nhiều cái chúng ta thấy là nó vô tình xuất hiện cùng lúc nhưng mà không hẳn là uh, a dẫn đến b hay b dẫn đến a mà vô, vô tình là a và b xuất hiện cùng lúc mà thôi vậy tại sao chúng ta phải biết về uh, cái mối liên hệ nhân quả rồi quay lại cái định nghĩa ha các bạn sẽ thấy anh nhắc lại nhắc đi nhắc lại hồi bởi vì nó nó sẽ là một cái thông điệp mà xuyên suốt cái chương trình học của chúng ta luôn. Thì uh, môn dịch đại học là một môn học khảo sát về sự phân bố nè và các yếu tố quyết định. Đưa đến tình trạng các biến cố liên quan đến sức khỏe trong những cái dân số xác định và áp dụng cái, uh, các uh, các cái kiến thức này vào cái việc mà giải quyết vấn đề sức khỏe ha và cái thông điệp chính của dịch tễ học là để phòng bệnh. Thì để mà trả lời được đâu là các yếu tố quyết định dẫn đến vấn đề sức khỏe thì chúng ta phải phân tích nó. Nếu mà chúng ta chỉ dừng ở mức độ là OK, uh, hai uh, A và B nó có liên quan tới nhau thôi. Thì như vậy chúng ta không đủ để mà đưa ra những cái uh, chỉ định điều trị hoặc là đưa ra những cái quyết định mà phòng ngừa tiêm vaccine. Hay chúng ta phải biết nó là uh, thằng này phải là nguyên nhân nè. À? Và tôi khi mà tôi loại trừ nó thì sẽ hết bệnh hoặc là phòng được bệnh đó. Thì uh, cái yếu tố quyết định đó là cái tâm điểm của cái bài uh, ngày hôm nay. Thì anh hy vọng là sau cái bài này á, thì các bạn biết được những gì thứ nhất là các bạn sẽ trình bày được định nghĩa của nguyên nhân ha, và mối liên hệ nhân quả um, thứ hai là các bạn sẽ trình bày được cái tầm quan trọng của uh, mối liên hệ nhân quả trong uh, y khoa và y tế công cộng ha. và cái thứ ba là các bạn sẽ giải thích nè, và áp dụng được cái hướng dẫn của một cái người nào đó tên là Bradford Hill uh, trong cái việc suy luận nhân quả ha. và Um, và sau đó các bạn sẽ hôm hôm bữa chúng ta đã học về cách thiết kế nghiên cứu rồi, đúng không ha thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đụng đụng thêm một tí về cách thiết kế nghiên cứu ha để mà qua thứ năm tuần này chúng ta sẽ học chính thức học một cái thiết kế cụ thể ha thì nhân quả nó ảnh hưởng như thế nào đến các thiết kế nghiên cứu và các thiết kế nghiên cứu ảnh hưởng ngược lại như thế nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rồi thì các bạn thử uh, nói nói xem là cái, như thế nào gọi là nguyên nhân một câu câu trả lời câu hỏi rất là mở ha. như thế nào là nguyên nhân làm sao biết um, con gà có trước hay quả trứng có trước à. con này quen nghe giống như học triết học mà, hồi năm một à. ừ. làm sao biết làm sao để chứng minh con gà có trước hay quả trứng có trước ừ à. sao hay là Quả trứng có trước hả? Bởi vì là long quanh với ô cơ xuất hiện trước đúng không? Sinh ra bọc trăm trứng. Hả? Ok. Nh Như vậy thì để mà trả lời con gà có trước hay quả trứng có trước thì thì mình thấy thằng nào có trước thì nó có trước thôi đúng không? Thằng nào xuất hiện trước là nó có trước, thằng nào xuất hiện sau là nó có sau. Chẳng qua là câu chuyện con gà và trứng mình không biết thằng nào có trước có sau thôi ha. Thì những nguyên nhân là gì? nguyên nhân nó có thể là một tác nhân ha ví dụ như covid 19 là do con sars cov 2 ha hoặc là có thể là một biến cố tại sao người này chết bị tai nạn tai nạn giao thông chứ người sao não à, tại sao người này bị ung um thư phổi ha hoặc là tại sao người này bị copd khí phế thủng do người này hút thuốc lá quá nhiều ha rồi hoặc là tại sao người này lại có nguy cơ cao ung um thư ở đại trực tràng bởi vì sao? Vì họ lớn tuổi thì hiển nhiên là cái yếu tố nguy cơ nó xuất hiện thôi. Hoặc là một người có thể là vừa hút thuốc lá, vừa lớn tuổi, vừa nhiễm sắc Covid, ha, và vô tình bị tai nạn, thì như vậy các yếu tố này trồng lắp nhau dẫn đến cái nguy cơ tử vong của họ cao hơn. ha Thì như vậy là nguyên nhân nó có thể ở nhiều dạng khác nhau. Và một cái đặc điểm mà gọi là gọi là máy tính là gọi là signature của cái uh, nguyên nhân á, mà câu con này sẽ gặp hỏi hỏi thi hoài luôn rất là đơn giản chỉ cần thằng nào xuất hiện trước thì thằng đó thường là nguyên nhân ha thằng nào để trước thằng đó là anh vậy đó kiểu kiểu vậy ha thì uh, nha cái này là cái thông điệp xuyên suốt luôn hiển nhiên rồi ha mình chưa biết là nguyên nhân hay không nhưng mà nguyên nhân phải xảy ra trước hậu quả ha, không thể nào mà xảy hậu quả xảy ra trước nguy, uh, nguyên nhân được đúng không như vậy mối liên hệ nhân quả là gì à, là một yếu tố nguyên nhân tiềm năng đưa đến một kết cục sức khỏe khi mà các bạn sau này các bạn đi lâm sàng ha các bạn sẽ thấy là không có gì là chắc chắn 100% cả cái gì cũng sẽ có chẩn đoán uh, thứ nhất là chẩn đoán uh, phân biệt ha rồi sau mình sẽ lại trừ thằng nào mình loại không được thì nó cho nó xác định <laughs> đó đó thì thì mọi cái nguyên nhân trên đời này á, đặc biệt trong trường y khoa chỉ là chúng ta nói về xác suất thôi khi mà chúng ta đưa ra một quyết định điều trị, chẩn đoán, ha, phòng bệnh, thì chúng ta biết là xác suất thành công là bao nhiêu phần trăm đó. Mọi thứ à, khi mà các bạn đi lâm sàng thì mình sẽ không nghĩ nhiều về con số xác suất đâu. Mình chỉ nghĩ là ok, à, chẩn đoán xác định là ca này, chẩn đoán lại trừ cái như thế này. Nhưng mà mọi thứ nó sẽ đều quy về xác suất hết. Ha. Cho nên là khi mà các bạn đi lâm sàng sẽ có nhiều ca các bạn thấy rất là lạ tại sao lại chẩn đoán như vậy? Nhưng mà nó vô tình đưa ra những cái kết cục như vậy. Và cái mối liên hệ nhân quả nó sẽ không có dễ dàng mà xác lập trên cận lâm sàng trên uh, y khoa nói chung lâm sàng cũng như trong y tế công cộng ví dụ uh, có một cái nghiên cứu kinh điển người ta hay nhắc tới là chỉ số những trẻ có chỉ số IQ thấp và cái lượng trì trong cơ thể hay người ta thấy là những trẻ có IQ thấp á, thường có lượng trì trong cơ thể thì các bạn nghĩ cái nào là nguyên nhân cái nào là kết quả chì chì là nguyên nhân là do vô tình có chì trong người dẫn đến uh, dẫn đến chỉ số IQ thấp thế các bạn có giờ nghĩ lại là những trẻ sinh ra có chỉ số IQ thấp thường có xu hướng chẳng hạn như là uh, không kiểm soát hành vi ăn đất và trong đất thì nó có chì dẫn đến những trẻ đó có tăng cái lượng chì trong máu nghe cũng khả thi đúng không nghe cũng khả thi vậy cái vấn đề thiếu giữa hai cái này là cái gì yếu tố thời gian ha mình phải biết thằng nào xảy ra trước thì thằng đó sẽ là nguyên nhân đó thì các bạn sẽ thấy là đây là cái yếu tố xuyên suốt nó sẽ phân biệt uh, nhiều cái và đây là cái kết luận như mà anh đã nói là cái mối liên quan á không khi mà thấy nó có liên quan ha thấy con mèo ngồi trên cái mái nhà thì không có nghĩa là con mèo nó nó nặng tới mức gây sập cái máy ha mà vô tình là uh, con mèo xuất hiện ngay từ đó hay nó tới nó nằm thôi ok như vậy là liên quan không có nghĩa là có mối liên hệ nhân quả à có giờ các bạn nghe chuyện mà con cò ba má có giờ nói các bạn là con cò thả con rơi chúng ba má không sẽ, sẽ, rất nhiều câu chuyện ha lụng một bãi rác anh 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 bị nhặt ở bãi rác rồi uh... bị ông xích gì ta ông xích lô ha ông Sích lô rồi gì nữa um, con cò con cò đặc biệt ở nước ngoài người ta hay sử dụng ha và đặc biệt là cái gì cái gì ta để ra từ nách đúng không? ông cái câu chuyện để ra từ nách nó là anh tìm tìm kiếm là nó có cơ sở um, uh, rõ ràng về mặt lịch sử nha uh, đức cái gì ta uh, bên phật giáo đức, đức đức mẹ Maya đi trong vườn uh, lâm tì ni uh, với tay lên hái cây vô ưu cái tự nhiên đức phật chui ra từ nách <laughs> Đó. các bạn đọc về uh, uh, phật giáo các bạn thấy rồi, thì quay lại cái này. À, bạn nào ở đây có đạo phật thì đính chính giùm anh, anh có nói sai. <laughs> Rồi, thì à, ở đây có một nghiên cứu ha, họ họ rất là vui, bên nước ngoài họ họ họ, họ rảnh lắm, ha. họ nghiên cứu đủ thứ. Họ xem là họ thấy là ba mẹ hay nói với con là con là do con cò thả tới chứ ba mẹ không có đẻ con, ha, cho nên là sau này lớn này đi tự đi lo thân đi. Đó, thì người ta so sánh là thấy rằng cái số lượng cò trong một cái khu vực này nè nó tăng tỷ lệ thuận với cái số lượng số em bé sinh ra trong cái khu vực đó à nghe thuyết phục quá đúng không <laughs> có số lượng cò thì <laughs> đây là một cái nghiên cứu ha nó vẽ một cái biểu đồ nè nó thấy là số lượng cò càng tăng á thì cái số số trẻ mà được sinh ra nó càng tăng nó dẫn đến một cái tỷ lệ khá là thuận ha ha nghe là thấy khoa học liền nghe phải không? nhưng mà cái này chỉ để vui, hơn. ý là con số là thật ha nhưng mà khi người ta phân tích người ta thấy là cái này chỉ vô tình ở cái vùng đó nó vậy thôi, còn những vùng khác nó không có, cho nên là người ta lấy một cái ví dụ rất là rất là vui để nói về cái đó. ha, à, sau này các bạn làm nghiên cứu thử số lượng người ta sinh ra từ nách thì nghiên cứu sao ta, số lượng có sẹo ở nách với. <laughs> ok, ha, à. rồi thì à trong y khoa hay y tế công cộng anh gọi chung là y tế đi nó rất là quan trọng các bạn phải biết là sars cov2 là con gì ha? là nguyên nhân gây bệnh thì các bạn mới bắt đầu đưa ra những cái chẩn đoán rồi các bạn phải biết là sars cov2 nó nó bị nhạy cảm với cái loại thuốc gì ha thì nó có thể sử dụng một cái thuốc để điều trị cho nó hoặc là các bạn biết là cái con sars cov2 này á nó lây truyền như thế nào ha để mà các bạn có thể đưa ra những cái hướng dẫn về cái phòng ngừa khẩu trang à, rất là đơn giản thôi rửa tay bị đeo khẩu trang có thể có thể cứu cả thế giới hoặc là một cái quan trọng hơn mà đóng vai trò gọi là then chốt trong quá trình mà chống dịch đó là à, tạo ra vaccine ha các bạn biết là, là nguyên nhân rồi các bạn tiêm vaccine loại trừ nó thì cho nên là chúng ta mới có ngày hôm nay đứng nói chuyện ở đây ha chứ nó không là à, phải dạy online rồi các kiểu rồi thì để mà suy luận nhân quả nó không có đơn giản ha nó không có đơn giản tí nào luôn nó là vấn đề mà khiến cho các nhà khoa học cũng như là bác sĩ đau đầu à, ha anh bắt đầu làm cho các bạn đau đầu bằng câu hỏi đầu tiên <laughs> rồi trắc nghiệm các bạn tự động coi khi quan sát thấy mối liên quan giữa hai biến số biến số là gì nhớ không biến số là chẳng hạn như chiều cao của các bạn nè trong một quần thể chiều cao thay đổi đúng không các bạn cao các bạn cao hơn vân vân ha thì nó thay đổi um hoặc là giới tính ha thì uh, quan sát thấy mối liên quan gì hai biến số ví dụ như uh, biến số chiều cao và biến số giới tính đi ha vô tình thấy là nam cao hơn nữ ha thì á uh, khi mà ta thấy có sự liên quan đó thì ta cần đặt những câu hỏi nào trước khi xét đến các tiêu chuẩn nhân quả của một cái ông nào tên là uh, Bradford Hill ha chọn câu nào hmm. D có phải vì uh, cô D là câu mà có số 3 hoặc là có chữ tất cả ở trên đúng không? Anh nhanh chưa là đi thi nha, cẩn thận. Cái này chỉ có vai trò ôn tập thôi. Ha? Vai trò mà lên chiến trường nó khác. À, rồi, cô D có bạn nào trả lời câu hỏi khác không? Có bạn nào chọn câu khác không? Rồi ok các bạn cho chàng vỗ tay vì tất cả đều trả lời đúng ha. cô <laughs> đề. Rồi thì um, chút nữa các bạn sẽ thấy là muốn xét về nhân quả chúng ta sẽ phải có một cái bộ tiêu chuẩn theo ông gọi là ông Bradford Hill. Nhưng mà trước đó thì chúng ta sẽ phải xét một số yếu tố. Mối liên quan này có phải là do sai lệch đo lường hay không? À, các bạn nghe một một cái từ khóa mới. Yếu tố này có phải do, uh, do cái yếu tố gây nhiễu hay không? À, một cái từ khóa thứ hai. Ha. À rồi, có phải do ngẫu nhiên hay không ha. Và cái đáp án của chúng ta sẽ là cả ba câu câu trên, chúng ta phải xét trước. Thì khi mà chúng ta vô tình thấy một cái mối liên quan ha giữa A và B thì nó sẽ uh, các bạn sẽ phải xét một số câu thứ nhất là có sai lệch hay không. Các bạn sẽ được học cái bài sai lệch này ở cái buổi gần cuối buổi cuối là buổi 8 tháng 5 ha. Uh, là cái buổi các bạn kiểm tra Uh, giữa kỳ lần 2 uh, ngày 8 tháng 5 Còn buổi trước đó, uh, trước khi mà nghỉ uh, quốc tế lao động á, uh, uh, các bạn xong môn học bài là sai lệch. Uh. Thì thứ nhất là các bạn sẽ phải xem là có sai lệch hay không. Thứ hai là yếu tố gây nhiễu, uh, nhiễu cái gì nhiễu uh, Như TV nhiễu sóng uh, làm cho mình khó chịu đúng không? Thứ ba là có phải do ngẫu nhiên hay cơ hội hay không và cuối cùng là có phải do nguyên nhân hay không. Rồi anh sẽ cho các bạn một cái ví dụ ha. Uh, rồi tưởng tượng các bạn đang làm nghiên cứu Ok Các bạn nghiên cứu về gì Cà phê và ung thư phổi à, Các bạn xem Các bạn chạy một cái đoàn hệ Nghiên cứu đoàn hệ là gì Nghiên cứu đoàn hệ là gì Mình theo dõi ha Theo dõi một thời gian dài Ok Cái cái chỉ số đo lường nào Có có thể sử dụng Trong nghiên cứu đoàn hệ Trọng số mới mắc nè Rồi tỷ số mới mắc dồn nè Rồi Cái gì mà để đánh giá nguy cơ Người ta có cái gì tỷ số nguy cơ ha tỷ số nguy cơ ok đây là đó là ba cái từ khóa liên quan tới nghiên cứu đoàn hệ à, anh cố nhắc để cho các bạn gợi nhớ lại rồi các bạn làm nghiên cứu đoàn hệ 10 năm đánh giá nguy cơ ung thư phổi ở những người có uống cà phê và không uống cà phê ừ. rồi ra cái bản này bản này gọi là bản gì hai x hai à, đơn giản ha rồi câu hỏi đầu tiên tính tỷ số nguy cơ mình tính ha mình sẽ có cơ hội ôn tập thường xuyên tính đi anh khuyến khích các bạn nên tính ha đừng có nghĩ là dễ quá không tính cứ tính đi chịu khó tính đi ha về nhà mình khỏi ôn uh, lại Đi thi uh, làm lần nữa là nhớ đi thi thôi bao nhiêu 2.8 2.8 2.8 lần 1 2.8 chúng ta chúng ta phát biểu nó như thế nào con số đó có ý nghĩa gì các bạn hãy tự chạy những dòng chữ trong đầu coi 2.8 là thứ nhất là các bạn sẽ nói là 2.8 trong vòng 10 năm ha 2.8 trong vòng 10 năm ok rồi thì chúng ta nói rằng diễn giải kết quả như thế nào ở những người hút thuốc lá ở đâu ở những người có uống cà phê ha uống cà phê hiểu thuốc lá ok ok ở những người uống cà phê thì sao? Có nguy cơ ca phổi cao gấp 2.8 lần so với những người không hút, những người không không uống cà phê ha, trong vòng 10 năm. Ok. Bởi vì nó lớn hơn một cho nên đây là sẽ là yếu tố nguy cơ ha. Ví dụ như cái này nó nhỏ hơn một thì sao? Nó sẽ là yếu tố bảo vệ ha, nó sẽ giúp chúng ta bảo vệ khỏi cái ung thư phổi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta thử phân tích ha, phân tích thêm. các bạn, như các bạn làm uh, chữa một cái uh, trung tâm nghiên cứu, bạn thấy là nghiên cứu này không đáng tin. À, chúng ta sẽ phải phân tích thêm. thì các bạn xem trong 420 ca này á, thì các bạn thấy rằng là có 90% là thuộc giai đoạn rất là sớm. Ha, giai đoạn sớm mới có một tế bào thôi người ta phát hiện rồi. À, anh nói hơi quá nhưng mà biết các bạn biết là sớm ha. rồi các bạn coi 100 người còn lại ở cái nhóm mà không uống cà phê mà có ca phổi á. Thì mình thấy là chỉ khoảng 70% thuộc giai đoạn rất sớm thôi có thể điều trị được. Vậy các bạn thấy cái sự chênh lệch giữa hai cái nhóm này. À, ha. cái này có thắc mắc gì không? Các bạn nào có thể lý giải cái sự chênh lệch này không? Tại sao một bên nhóm lại có được chẩn đoán sớm nhiều ca chỉ, cái tỷ lệ có ca chẩn đoán sớm nhiều hơn nhóm còn lại? ờ tất nhiên là ung um thư phổi có nhiều dạng nhà khoa học rồi nhưng mà tại sao cái nhóm uống cà phê lại 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 rồi à, thì á lúc này thì các bạn đưa ra một quyết định là thử tầm soát kỹ lại những ca không uống cà phê thì các bạn thấy là à, trong cái nhóm mà không uống cà phê mà không phát hiện ca phổi á, thì ra có 200 ca bị phát hiện sót 200 ca ở giai đoạn sớm bị phát hiện sót câu hỏi câu hỏi tính lại tỷ số nguy cơ Wow. không phải chín ba đúng không như vậy là nó giảm giảm và tạm gọi nó gần bằng một đi thì à rồi cuối cùng người ta kết luận là gì đây mà các bạn sau này các bạn đọc nghiên cứu mà sẽ thấy một cái gọi là sai lệch mà sau này sẽ nhắc lại ở bài cuối người ta gọi là sai lệch đo lường và cụ thể hơn cái tên của nó là sai lệch do xác định là trường hợp bệnh ha à, Chẳng như sau này các bạn sẽ thấy là một số nghiên cứu rct can thiệp đi những cái người nào được sử dụng thuốc này hay những người nào được nhận cái sự quan tâm của bác sĩ bác sĩ sẽ có sự quan tâm nhiều hơn và khám kỹ hơn đưa những cái tầm soát kỹ hơn đó và dẫn đến cái nhóm được có yếu tố mình quan tâm á được xuất hiện nhiều ca ở giai đoạn sớm hơn ha dẫn đến cái sự chênh lệch uh, sai cái sự chênh lệch gọi uh, là giả ha cho nên là um, đây là một cái ví dụ cho các bạn biết ha thì như vậy sai lệch đo lường ở đây là bác sĩ đo kỹ quá ha bác sĩ kỹ càng quá trong cái nhóm mà có uống cà phê ha thì đây là một cái ví dụ thứ nhất để mà cho các bạn biết là như thế nào là sai lệch đo lường cụ thể tên là uh, sai lệch do xác định là trường hợp bệnh ha. cái này sẽ nhắc lại ở cái bài uh, bài cuối rồi tiếp theo yếu tố gây nhiễu có bạn nào đã nghe cái từ yếu tố gây nhiễu hay là confounder chưa ừ. rồi giờ bỏ qua cái vụ sai số đi uh, sai lệch đo lường đi giả dụ là bác sĩ đo đúng hết và chúng ta thấy được cái sự mối liên quan giữa uống cà phê và ung thư phổi nhưng mà các bạn thấy chẳng như đi ngoài đường mà thấy uh, uh, các bác ngồi bên đường uống cà phê các bác hay làm gì ờ uh, hút thuốc lá ha cho nên lại có một bạn buộc miệng nói thuốc lá ha là có phải chăng uh, thuốc lá là một yếu tố mà nó có liên quan tới việc uống cà phê và nó cũng dẫn đến ung um thư phổi à thì mình cùng tự tìm hiểu xem sao ha rồi bây giờ anh vẽ một cái hình khác cũng là cái tỷ lệ hồi nãy thôi thì trong nhóm uống cà phê á thì chúng ta thấy là 70% là ung um thư phổi ha trong cái nhóm không cà phê á, thì 25% là ung thư phổi nó giống như cái bản ban đầu thôi ha nó giống như cái bản ban đầu rồi nhưng mà uh, các bạn nghi ngờ các bạn muốn xem là những cái uống cà phê á, nó có hút thuốc lá hay không họ chứ không phải nó họ uống thuốc lá hay không thì các bạn mới phân tích lúc đầu các bạn tính ra RR 2.8 mà thì các bạn mới phân tích ra các bạn thấy là ô oh, trong những người uống cà phê á thì tỷ lệ hút, hút thuốc lá tới 70% lần. ha. Còn trong những người mà không uống cà phê á thì có khoảng 10% hút thuốc thôi. Như vậy nói cách khác là trong những người uống cà phê thì cái, cái người hút thuốc lá nhiều hơn. Các bạn có câu hỏi gì ở đây không? Có comment bình luận gì ở đây không? Như vậy chúng ta là cần làm gì? Bước tiếp theo. có thể, nhưng mà làm sao để xác định được? Làm sao để loại trừ cái yếu tố uh, gọi là nhiễu này đây? Các bạn sẽ làm gì? À, như vậy mình sẽ phân phân tích ở những người uống cà phê mà không hút thuốc. Ok, người ta cái hành động đó người ta gọi là phân tầng. Ha, mình loại hết những người mà mà, mà 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 có hút thuốc đi. Thì như vậy ra một con số rất là đều tỷ lệ ung thư phổi nhóm uống cà phê nhóm không cà phê như nhau đó đó thì như vậy là đây là một ví dụ cho các bạn biết là như thế nào là yếu tố gây nhiễu yếu tố gây nhiễu là sao là một yếu tố thứ nhất đó là phải là nguyên nhân nó dẫn đến ung thư phổi ha và thứ hai là cái sự phân bố đó trong nhóm nó vô tình nó khác nó dẫn tới cái mà chúng ta quan sát được ờ, nó là cái sự quan hệ giả thôi ha nó không có thật ha. đó thì đó là hai cái ví dụ ha, và cái ngẫu nhiên cái yếu tố thứ ba là ngẫu nhiên Ha, ngẫu nhiên thì uh, các bạn đã học ở môn thống kê y sinh rồi, các bạn tính gì ta, giá trị b nhớ không? Nếu mà vô tình nhớ ha, tính b value nhỏ hơn 0.05, ha hoặc là sau này bạn nào thi nội chú thì sẽ ôn lại ha. đó, thì uh, cái sự ngẫu nhiên này là vô tình nó xuất hiện thôi, giống như hình ảnh con mèo đó, vô tình nó xuất hiện trong đó, ha thì chúng ta sẽ phải sử dụng những phép tính thống kê y sinh, ha, để mà giải quyết. thì cái này nằm ngoài phạm vi rồi à, bài rồi nhưng mà các bạn biết là đây là cách mà chúng ta giải quyết ha như vậy nó tóm lại khi mà chúng ta thấy được sự có mối liên quan thì chúng ta thứ nhất phải đặt câu hỏi gì thứ nhất là có sai số hay không ha sai số đo lường à, rồi thứ hai thứ hai là gì cái ví dụ mà hồi nãy có vẽ hình đó à, yếu tố gây nhiễu ha có yếu tố gây nhiễu hay không và cái thứ ba là gì à, có phải do ngủ nhìn hay không đó thì ba cái yếu tố mà mình cần đặt rồi, rồi sau khi mà mình 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 bỏ hết và mình mình xác định là ok không 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 cho ba cái câu hỏi vừa rồi thì chúng ta mới bắt đầu là đi qua một cái hướng dẫn đánh giá cái nhân quả ha của một ông ông tên là Bradford Hill ha. Ông Bradford ngọn đồi ha. Đầu là chúng ta học gì ông John người tuyết đúng không? John Snow đúng không? Giờ chúng ta học ông Bradford ngọn đồi. Rồi. Chúng ta sẽ có bảy chín hướng dẫn ha nhưng mà các bạn chỉ cần tập trung vô bảy cái hướng dẫn chính thôi. Thứ nhất là độ mạnh của mối liên quan. À, độ mạnh. Giả như chúng ta thấy khi mà các bạn tính ra cái chỉ số RR hay là OR hay là R đủ thứ RRD hay là o gì đó thì cái con số nó càng lớn thì các bạn biết là cái mối liên quan nó càng mạnh mà mối liên quan càng mạnh thì nhiều khả năng là sẽ có yếu tố nhân quả, nhiều khả năng thôi nha, nhiều. Thể hiện qua con phép độ tương đối ha. À, chúng ta có mấy nhóm phép Uh, so sánh ta tương đối với gì tương đối với tuyệt đối đúng không ha tương đối tuyệt đối tương đối. Uh, đối là chủ yếu là phép chi ha còn tuyệt đối là ta trừ nhau ra rồi anh ví dụ để mà các bạn thấy là người ta rêu rao là hút thuốc lá vậy nó ung thư phổi gì đó là nó đã có những cái nghiên cứu từ năm 1965 tới năm 1000 cho tới bây giờ người ta vẫn còn rêu rao ha nó rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh là hút thuốc lá dẫn ung um thư phổi bằng cách nào Thứ nhất là người ta thấy là cái tỷ suất tử vong do ung thư phổi ở những người hút thuốc lá nó cao gấp 9 tới 10 lần so với những người không hút thuốc lá. Ha, như vậy là chẳng hạn như anh mà cầm điếu thuốc lên, hút mính là cấp up level lên ha, nguy cơ ung thư phổi tăng gấp 9 10 lần. Không mà nói đùa thôi ha. Ý, ý là nó sẽ có tăng nguy cơ. Rồi. Hoặc là uh, ha, còn nếu mà người họ hút thuốc lá nhiều Ha, anh có gạch dưới chị nhiều á thì nếu mà người hút thuốc lá nhiều thì cái nguy cơ của họ tăng lên nữa từ 20 tới 30 lần luôn ha và những cái biến chứng như là thuyết tắc thuyết tắc mạch vành đi ha do cục máu đông nó cũng sẽ tăng gấp hai lần so với người không hút thì đây là những bằng chứng thể hiện cái độ mạnh của mối liên quan um, để cho thấy rằng là hút thuốc lá dẫn ung um thư phổi ha, tuy nhiên uh, như hồi nãy chúng ta phải loại trừ trước đó những cái yếu tố gây nhiễu trước Ha, chẳng hạn như là uh, nguy cơ mạnh vành tử vong do mạnh vành thì có thể là do ít vận động này ha hoặc là có thể do chế độ ăn uh, nhiều uh, nhiều nhiều mỡ dẫn đến cái uh, bi lăng máu nó bị tăng ha? hoặc là những yếu tố khác rồi ờ, tuy nhiên á, nếu mà mối liên quan nó yếu ví dụ như là cái chỉ số như rr hay OR nó nhỏ hơn hai đi thì không có nghĩa là không có mối liên hệ nhân quả ha chẳng qua là chúng ta không thấy ha anh đưa một ví dụ. Rồi, cái ví dụ này sẽ cho thấy là các nhiều khi các bạn làm nghiên cứu, sau này các bạn đi làm nghiên cứu ở bệnh viện mình, nhiều khi sẽ không đủ, mà nhiều khi chúng ta phải làm một cái nghiên cứu ở đây đa trung tâm, ha, ở nhiều nước, ở nhiều bệnh viện, để mà chúng ta thấy được cái sự thay đổi khác nhau. Anh ví dụ, đang nói về lượng muối tiêu thụ và bệnh tăng huyết áp nha. Chứ giờ các bạn biết là gì? Anh cần nhiều muối thì sao? thì sẽ nguy cơ huyết áp càng cao ha, nên anh giảm dưới 5 mg một muỗng cà phê muối mỗi ngày ha đố ai ăn được ha đó rồi thì các bạn hy vọng rằng là để mà nói là muối là nguyên nhân dẫn tăng huyết áp á, thì nó sẽ phải các bạn mong chờ là tăng tỷ lệ thuận như vậy đúng không tăng lên đều như vậy ờ, tuy nhiên anh ví dụ các bạn làm một cái nghiên cứu bạn thấy là ở Việt Nam ra một cái à, anh ví dụ những cái chấm chấm đó là những cái đối tượng nghiên cứu nha. Các bạn thấy rằng là nó không ra một cái hình dạng gì hết, nó không đáng lẽ nó sẽ tăng lên đúng không? Để thể hiện cái tỷ lệ thuận. Tuy nhiên, tuy nhiên mình làm nghiên cứu ở Việt Nam đi mình thấy nó không có theo một cái hình dạng nó giống như là hai này nó không có liên quan tới nhau. Ha, ví dụ như những người những người tiêu tiêu thụ muối thấp nè uh, ý là những người tiêu thụ muối uh, nhiều đi khu khúc này đi thì huyết áp họ cũng không tăng quá nhưng mà lại cũng có người tiêu thụ nhiều nhưng mà huyết áp tăng rồi cũng có người tiêu thụ uh, muối ít nè ha nhưng mà cái huyết áp họ lại tăng chúng ta không thấy được mối liên quan nhưng mà khi qua nhìn nhìn qua cái nước uh, anh em ha nước anh em của việt nam nước gì việt nam lào campuchia <laughs> các bạn nhìn thấy ba, ba nước đúng, ôm nhau luôn mở bản đồ lên thấy ba nước ôm nhau vui lắm rồi qua nước lào thấy um, cũng không có liên quan ha cũng không có liên quan nhiều nó cũng là một cái cục tròn rồi qua nước uh, uh, lào đúng không giờ lên campuchia ờ uh, nó cũng ra cụm vậy nó cũng không có liên quan ha nhưng mà khi chúng ta bắt đầu làm cái cú ra trung tâm chúng ta gom lại chúng ta thấy được điều gì bùm à là nó có sự tăng dần như vậy thể hiện là nhiều khi cái sự biến thiên trong một nước đó hoặc là một trong một bệnh viện hay trong một đơn vị nghiên cứu nó không có đủ hay nhiều khi chúng ta phải làm nhiều nơi để chúng ta thấy được cái cái giải một cái sự biến thiên nhiều thì chúng ta mới thấy được cái uh, cái cái sự mối liên quan như vậy cho nên là sau này các bạn làm nghiên cứu đó, là các bạn chỉ có thể kết luận là à, chưa tìm được mối liên quan thôi ha chứ chúng ta không kết luận là không có mối liên quan đó là một cái cách để chúng ta kết luận ở đây có bạn có thắc mắc gì không thông thường mấy năm trước anh dạy là các bạn Uh, nghiêm túc là im phân phát luôn. Anh à, nên năm nay anh thử minh họa như vậy hy vọng các bạn có hiểu hiểu hơn. OK có thắc mắc ở phần này không? Hmm. Đúng rồi, cái này là một dạng nghiên cứu tương quan ha, nghiên cứu hay là các bạn nghe là nghiên cứu sinh thái ở cái bài mà bác sĩ Tâm có dạy các bạn ha? đó. Là nghiên cứu sử dụng dữ liệu ở nhiều nước hoặc là những dữ liệu lớn để mà chúng ta có thể đánh giá được cái uh, mối liên hệ. Rồi, cái yếu tố thứ hai là tính nhất quán. ha thì cũng như vậy, nếu mà các cái mối liên quan các bạn thấy được ở cái khu vực nghiên cứu của các bạn nè và thấy được những cái vùng khác, nó cũng co, cho cho cái quả tương tự như vậy. Ha. Những nghiên cứu trước đây cũng cho kết quả tương tự như vậy, thì nó thể hiện cái sự nhất quán. Ha. Tất cả, à, ví dụ như các bạn làm toán đi, ha. tất cả cùng ra một đáp án thì thì mình nghĩ đáp án mình đúng đúng không? Xin mình ra đáp án A, cái thằng bạn bên cạnh ra đáp án B, thì thi bắt đầu yếu ha. Ha, cuối cùng thằng nào đúng hay nào sai cái mình hỏi thằng bên cạnh à thằng bên cạnh nó giống mình cái mình quay qua nó thằng kia mày sai rồi đúng không đó thì như vậy càng có nhiều người giống mình thì mình sẽ càng tự tin như cái kết luận của mình nghiên cứu nó như mình làm toán vậy ha mình đặt ra câu đề bài và mình trả lời nó thôi đó người ta gọi là tính nhất quán ha ví dụ như để mà trả lời là thuốc thuốc lá gì nó ung thư phổi ha, thì nó không chỉ dựa vào một cái kết quả nghiên cứu đâu mà nó sẽ dựa trên khoảng ba mươi mấy các quả nghiên cứu 36 các quản nghiên cứu ha. Ờ, trên khắp thế giới bao gồm hồi cứu và tiến cứu để mà có thể trả lời được chính xác ha để mà người ta có thể in trên bao bì là uh, hút thuốc lá dẫn nó ung um thư phổi ha. chứ mà khi không hút là là công ty thuốc lá họ kiện chết đi rồi ờ, tuy nhiên thì nếu mà không có tính nhất quán á thì cũng không thể nào nói là không có mối liên hệ nhân quả được, ha. Bởi vì đặc điểm sinh thái Giờ người ta nói là ở Việt Nam nó khác với nước ngoài thì sao, đúng không? mình có thể đưa ra những cái lý, lý giải như vậy. hoặc là nó có một cái xu hướng là khi mà cách tạp chí người ta đăng kết quả nghiên cứu người ta thường đăng những cái cái nó 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 gọi là sao ta? nó có nó có gì đó người ta mới đăng chứ người ta không có đăng kiểu mà, ô oh, nhóm nghiên cứu này đã không phát hiện được những gì, không phát hiện được gì cả. Ha, họ phải nói là ồ nhóm nghiên cứu này được phát hiện được cái này cái kia ha a b c chứ họ không nói là nhóm nghiên cứu này là không phát hiện được hút thuốc lá dẫn ung thư phổi ha thì uh, nó sẽ có xu hướng đăng những kết quả uh, nó có tác động ha còn những kết quả mà ví dụ như là không có mối liên quan thì người ta ít đăng đó thì uh, tóm lại là không có tính nhất quán thì không có nghĩa là uh, không có mối liên hệ nhân quả tương tự như vậy tính đặc hiệu cũng vậy ha Uh, các bạn nhớ ngày xưa mình uh, uh, người ta thường có một cái mô hình là uh, một nguyên nhân chỉ ra một kết quả thôi à, ví dụ như là uh, viêm phổi đi thì uh, s pneumonia chẳng hạn như vậy um, nó thường gặp cho các bệnh nhiễm trùng uh, và đây là một bằng chứng mạnh uh, mẽ cho thấy mối liên hệ nhân quả ví dụ như các bạn thấy uh, bệnh nhân uh, viêm phổi uh, gì đó ha hay nhiễm trùng huyết có biểu hiện viêm phổi nhiễm trùng huyết, cái máu ra ra một con vi khuẩn nào đó, thì các bạn sẽ có lệnh là con vi khuẩn này là dẫn đến uh, tác nhân là nhiễm trùng huyết hay là hay, hay là cái nhiễm trùng nó toàn thân ha. Um, tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay á, nó không có đơn giản như vậy, nó thường là bệnh gì mạnh tính không lây ha, thì nó bị sự tác động bởi rất là nhiều yếu tố, cho nên là nếu mà chúng ta không thấy được cái cái yếu tố là một nguyên nhân dẫn đến một kết quả thì chúng ta cũng không loại trừ được cái cái kết luận nhân quả. ha như là ví dụ như là mô hình đa ở bối cảnh hiện nay thì mô hình đa nguyên nhân nó không có nó, nó khó ha bệnh các bệnh mãn tính nó rất là nhiều nguyên nhân rồi nãy giờ chúng ta nói nhiều cái tiêu chuẩn mà có cũng được không có thì cũng không sao nhưng mà có một cái tiêu chuẩn mà không có là không không được ha là tiêu chuẩn số 4 mối liên quan về mặt thời gian ha à, không thể nào nói là Uh, mình không biết thằng nào sẽ ra trước vậy kết luận ví dụ như mình không biết là a với b thằng nào sẽ ra trước thì mình khó có thể kết luận là a dẫn đến b được đúng không người ta kiện chết đi được ha ví dụ như là một cái nghiên cứu về cái hồi ở anh á cái lượng khói trong không khí á, hồi xưa bên nước anh á uh, nếu như, như anh anh kể bữa hồi đó ha nước anh với mỹ là hai nước mà gây ra dịch bệnh bệnh tật nhiều nhất ha bây giờ nó hiện đại vậy thôi chứ hồi xưa nó bệnh tật dịch bệnh nhiều lắm thì người xưa nước Anh nó có một đặc sản nên là họ đốt uh, đốt than ha, đốt than và nó có một đợt um, năm năm hai luôn người ta gọi lại là uh, ở London người họ đốt than rất là nhiều vì trời lạnh mà đó và đốt nhiều quá thì khói nó nó động lại trong không khí và nó dẫn tới những người nguy cơ cao như là người bị hen suyễn nè hay tim mạch nè họ tăng cái nguy cơ họ bị họ bị lên cơn và họ tử vong thì người ta thấy là cái sự tăng của khói nè ngay trước đó ha khi mà cái nồng độ um, gọi là lượng hạt uh, PM 2.5 á, lượng hạt hạt mịn 2.5 á, cành nó tăng lên thì sau đó họ thấy là cái số ca tử vong tăng vụt lên rất là cao và khi họ thấy là bắt đầu nó giảm xuống á, thì số ca tử vong giảm xuống thì như vậy là có yếu tố về mặt thời gian thì họ nghĩ nhiều là à có thể là do cái cái um, uh, hạt cái sự tăng của hạt hạt bụi mịn á 2.2 2.5 nó dẫn tới cái uh, tử vong ở cái cộng đồng này. Anh ơi anh bị tắt tiếng rồi à? Hình như là có một bạn nào đó vô tình đánh nhầm đúng không ta Hay là tách từ đầu luôn Ừ OK. Tuy nhiên á, mình biết là nếu không có nó thì chúng ta không xác lập được nhân quả ha. Nhưng mà nếu mà có nó rồi thì, mặc dù nó quan trọng không thể thiếu, mà có nó thì chắc là có nhân quả. Ví dụ như các bạn biết là uh, amiăng ha, hay là Abesto là trong cái, cái 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 máy máy ngói cũ á, cái máy ngói dày dày á, thì nó nó liên quan đến ung thư phổi và những người hít nó, đặc biệt là những người làm trong cái quặng amiăng thì khoảng 20 15 tới 20 năm sau họ bị tăng cái nguy cơ ung thư phổi số lượng ung thư phổi họ cao à, tuy nhiên á không có nghĩa là các bạn hít vô là ngày hôm sau các bạn bị ung thư phổi ha hoặc là hít vô là ba năm sau bị ung thư phổi nếu mà những người này mà được phát hiện ung thư phổi sớm trong vòng 3 năm thì chưa chắc là do cái thằng bụi amiăng đó ha. mặc dù nó xảy ra trước nhưng mà do cái nó không phù hợp với mặt cơ chế sinh lý ha, cho nên là cũng không phải là có thể là xác định là nguyên nhân được. Rồi, cũng tương tự như vậy ha. Không có nghĩa những gì chúng ta bị nhiễm từ nhỏ nó nó có thể dẫn đến cái cái kết quả sau này. Ví dụ như hồi nhỏ chúng ta bị bít rất nhiều bệnh ha và đến lên chúng ta bị thoá khớp đi, già, dạ, thoá khớp thì không có nghĩa là hồi xưa mình bị bị sởi hay là gì đó dẫn đến thoá khớp đúng không? Rồi. Chưa khi nào hồi xưa bị thấp tim thì, thì ừ. bị ừ. 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 còn có liên quan Uh, viêm khớp rồi đến hóa khớp còn thông thường thì uh, thì nó không có ý nghĩa thì như vậy là cái yếu tố về mặt thời gian là yếu tố không thể thiếu nhưng mà nó chưa có cần nó chưa là cái quyết định ha nó cần phải những yếu tố khác để mà uh, hỗ trợ thêm và cái nữa là yếu tố số năm là uh, mối liên hệ đáp ứng theo liều là sao ví dụ như các bạn nhìn vô một cái biểu đồ này Các bạn thấy là Cái biểu đồ này nói về cái Tỷ suất tử vong Mỗi 100.000 người năm ha, Ở mỗi cái cộng đồng Chúng ta thấy rằng là Ở như không hút á, Thì nguy cơ tử vong của họ Tương đối là thấp Cỡ 3.4 Nhưng mà hút Cỡ 1 phần 2 gói một ngày Là cái nguy cơ họ nhỉnh lên Hút thêm nữa một tới 3 gói Cao hơn nữa Hút tới hồi nãy là nửa gói đến một gói ha hút tới hai gói là nguy cơ tăng lên và hút tới hơn hai gói một ngày là nguy cơ tăng hơn cao nữa như vậy đây một cái bằng chứng cho thấy rằng là mối liên hệ đáp ứng theo liều là càng chúng ta càng, càng tiếp xúc yếu tố nguy cơ càng nhiều hay là với cái liều lượng càng cao thì cái nguy cơ uh, tử vong nó càng cao thì như vậy đây là thể hiện cái mối liên hệ đáp ứng theo liều ha đó tuy nhiên cũng như những thằng khác nếu mà không có nó thì không có nghĩa là chúng ta sẽ lại bỏ yếu tố nhân quả anh ví dụ mối liên hệ đáp ứng theo liều giống như cái hình hình này nè nó sẽ tăng dần đúng không thì nó tượng trưng cho hình này và đôi khi nó cũng sẽ kiểu uh, ói âm là chữ u các bạn biết uh, cái này thể hiện trong cái gì không rượu bia và bệnh tim mạch các bạn nghe nghe người ta nói là gì uh, rượu bia có thể dẫn đến những nguy cơ về bệnh mạch vành đúng không nhưng mà bây giờ các bạn có bao giờ nghe là uống một ly rượu van hay là một đơn vị bia, rượu, cồn một ngày sẽ giúp các bạn tim mạch khỏe hơn không? Có đúng không? Đó, tức là sao? Cái thằng, người ta tổng hợp nhiều nghiên cứu, người ta thấy rằng là nếu mà bia, những chất có cồn á, mình uống một cái vừa đủ, tức là một đơn vị ha. Mỗi mỗi cái sẽ một đơn vị khác nhau, chẳng như rượu van là khoảng, một đơn vị là khoảng 30ml nè ha. Chẳng như là bia là một đơn vị là khoảng nửa lon bia, chẳng hạn như vậy. Ha, thì nó sẽ đem lại những kết cục tốt hơn về mặt, tim mạch nó sẽ giúp bảo vệ tim bảo vệ gan vân vân uh, tuy nhiên uh, uống nhiều quá ha, thì lại tăng uh, tử vong không uống thì nhiều khi cũng không tốt bằng việc uống ít đó và uống càng nhiều thì tử vong càng cao cho nên nó sẽ kể ra một cái chữ u này đó à, hay đúng hơn là chữ j ha j đó cho nên là nếu mà các bạn chỉ đo lường họ trong khoản này thôi, ha, thì nhiều khi các bạn không thấy được mối liên quan bởi vì nó dường như, như nằm ngang. Nhưng mà chúng ta phải đo một cái 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 số lượng biến số của ta, chúng ta nó dao động càng nhiều quá, thì chúng ta sẽ thấy được cái thay đổi. Hoặc là trong cái cân nặng đi, cân nặng nếu mà chúng ta uh, thừa cân hay béo phì thì nó chưa thể hiện hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta cân nặng cân nặng quá cao thì sẽ dẫn đến những nguy cơ về đột tử, ha, ngưng tim bít bít uh, nguyên tim đột ngột đó thì nó sẽ ví dụ như cái nặng uh, dưới một trăm rưỡi đi thì nó chưa có gì nhưng mà vừa qua 150 kg thì nó có thể uh, tăng lên rất là cao ha và cái tiếp theo là tính hợp lý về mạch sinh học để giờ anh nói ha ví dụ như nhiều khi nó có mối liên hệ về thời gian đúng không liệu tố số 4 tuy nhiên nếu mà cơ chế sinh lý không giải thích được thì chúng ta cũng không có thể nào kết luận được. Ha. Tuy nhiên nếu mà không có cơ chế sinh lý thì nhiều khi ý, ý là nhiều khi nó vẫn có thể xảy ra. Anh ví dụ như và, bởi vì cái kiến thức nó luôn cập nhật mà nhiều khi các bạn tìm ra một cái gì đó mới thì sao đúng không? Các bạn thấy nó không hợp nhưng mà các bạn à, đó là cái phát hiện mới nhất thì sao? Đó, ví dụ như hồi uh, covid 19 đi đi ông đầu tiên phát hiện là ông bác sĩ về về mắt đi, tai mũi họng chứ nhầm. Lúc uh, đó người ta đâu có tin đâu, ha. Nhưng mà cuối cùng thuyết phục. Uh, thì người ta cũng dần dần đã tin ha đó là một cái tác nhân gây bệnh mới và và ông cũng đã tử vong về bệnh covid 19 luôn đó thì kiến thức nó sẽ luôn cập nhật cho nên là đôi khi chúng ta thấy là tại thời điểm đó nó chưa hợp lý á, thì uh, cũng không loại trừ được là yếu tố về mặt nhân quả ha đó và tiếp theo là một tiêu chuẩn nãy giờ chúng ta nói về tiêu chuẩn không thể thiếu là gì ở thời gian đúng không? nhưng mà nãy giờ chúng ta chưa nói thằng nào mạnh nhất, mấy thằng kia con có, được không có không sao, nhưng có thằng mạnh nhất, để mà chúng ta nhìn vô chúng ta thấy a, à, chúng sẽ phải tin vào nó. Đó chính là tiêu chỉnh về bằng chứng, bằng chứng và thực nghiệm. Đó là lý do mà các bạn đi làm sàn các bạn sẽ thấy là Ồ, uh, uh, mình sẽ làm thực hành dựa trên những cái nghiên cứu RCT là nghiên cứu uh, ở mức cao nhất ở cái tháp chứng cứ, thì đó là đây là giải thích lý do tại sao mà chúng ta phải tin vào nó đây là tiêu chuẩn mạnh nhất ha anh ví dụ nãy giờ chúng ta nói là hút thuốc lá giảm um ung thư phổi rồi vậy thì ngưng hút thuốc lá thì có giảm ung um thư phổi hay không thì trước giờ bắt đầu đã có những cái bằng chứng cho thấy rằng là chỉ cần mình giảm hút thuốc lá thôi là cái nguy cơ ung um thư phổi bình giảm liền ha ví dụ đây những người mà ở đây các bạn thấy ha hành ngang này là tuổi nè từ 45 tới 75 hành dọc này nè à, chụp à, chụp tung này nè là cái tỷ lệ tử vong do ung thư phổi thì họ thấy rằng là những người mà cứ hút hút thuốc hoài thì càng già họ sẽ nguy cơ tử vong càng cao tuy nhiên những người nào mà bỏ hút thuốc ở tuổi 50 thì nguy cơ của họ cũng có tăng đó nhưng mà nó tương đối thôi những người nào hút thuốc ở ngừng hút thuốc ở tuổi 30 đi ví dụ bây giờ bạn nào các bạn là 20, 20, 23 tuổi đúng không là hút thuốc rồi mình ngưng đi ha thì cái nguy cơ tử vong mình giảm ha và không bị hút thuốc thì nguy cơ tử vong gần như là không tăng ha. Đó, thì đây là bằng chứng mạnh nhất ha. cho thấy rằng là không chỉ là A chỉ tới B, nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ A đi thì thì B không xuất hiện. Ví dụ như các bạn điều trị bệnh ha, các bạn cấy ra con vi khuẩn ha. cái một con uh, vi khuẩn, các bạn điều trị con nó xong, sử dụng kháng sinh nhắm vào con đó điều trị nó xong, các thể hết bệnh thì các bạn kết luận là sao? Tôi điều trị đúng đúng không? Tôi giải quyết được đúng nguyên nhân. Thì đó là bằng chứng mạnh nhất. À, cho thấy là cái cái các bạn đang nhắm tới là cái nguyên nhân của cái bệnh và hai yếu tố cuối cùng là tính đồng bộ và tính đồng dạng ha thì hai cái này à, nó cũng tương ứng về giống như là cái tính hợp lý mà sinh học thôi và tính đồng dạng là à, ví dụ như à, làm những cái thể khác nhau của yếu tố nguy cơ ví dụ như là hút thuốc lá dễ ung thư phổi thì hút thuốc thụ động cũng sẽ dẫn ung thư phổi ha thì lúc đó chúng ta sẽ ủng hộ cho cái khói thuốc là yếu tố nguyên nhân chứ nếu mà chúng ta hút thuốc lá dẫn ung thư phổi nhưng mà hút thuốc thụ động không không có liên quan đến ung thư phổi cả thì nhiều khi chúng ta có thể nghĩ nhầm cho thằng thuốc lá đúng không đó. người ta gọi đó là tính đồng dạng rồi trách nghiệm <laughs> trách nghiệm time thôi nhìn vô đó trả lời liền luôn rồi bằng chứng và bằng, bằng, chứng quan trọng và không thể thiếu để đánh giá mối liên quan nhân quả là gì? Là C, ok. Là mối liên hệ về mặt thời thời gian ha. Những cái như là mối liên hệ đáp ứng theo liều thì rất là tốt ha. Nếu có thì rất là tốt, mình nếu không có thì sao? Thì nó có thể là ví dụ như rượu với tim mạch đó chẳng hạn như vậy, hoặc là cân nặng với nguy cơ đột quỵ ở ngưng tim. Tính tính đặc hiệu. Tính đặc hiệu là gì? Một nguyên nhân dẫn đến một kết quả, mà bây giờ bệnh lý mãn tính nhiều nó có nhiều yếu tố lắm chẳng hạn. như một người béo phì, một người bị thoái khớp có thể là do họ béo phì có thể họ do bệnh bệnh chuyển hóa khác nữa. đó rồi uh, tính học lý và bạn sinh học ha nhiều khi uh, không không chưa giải thích được thì cũng không có nghĩa là uh, đó không phải là nguyên nhân ok thì như vậy uh, nó sẽ đưa đến chúng ta đến cái phần cuối cùng là các thiết kế nghiên cứu rồi <laughs> ôn tập bao gồm bao nhiêu cái nghiên cứu. Billy đừng nhìn sách, thử sử dụng suy nghĩ của mình coi. Billy Billy, hai, à, hai nhóm là quan sát và can thiệp. Quan sát là mình nhìn thôi, can thiệp là mình đụng chạm, mình tác động lên. Rồi trong nhóm quan sát chúng ta có cái gì? Ở à, mô tả và Ha, phân tích ha, mô tả là mình chỉ nhìn ha, trong quan sát thì mình có nhìn, mình nhìn thôi. Có, có thấy có gì mình ghi lại. Như là các bạn hỏi bệnh, ha, hỏi bệnh, nhìn thấy ca bệnh triệu chứng ghi lại ghi lại ghi lại hết. Ghi đến uh, ghi hết của bệnh án luôn, triệu chứng, hỏi bệnh sử, uh, khám dấu chứng vân vân. Nhưng mà khi bắt đầu các bạn phân tích là bắt đầu tổng hợp lại để đưa ra cái chẩn đoán và cho nó lại trừ đúng không? Thì uh, trong dịch tễ cũng vậy thôi. Ha. Thì uh, trong nhóm quan sát thì có mô tả và phân tích. Trong nhóm mô tả chúng ta có gì? sinh thái nè sinh thái còn lưng của tương quan rồi gì nữa báo cáo ca bệnh ha chỉ như uh, uh, trong covid 19 chín đi người ta cũng quan sát từng ca bệnh người ta mới tổng hợp lại gì nữa cắt ngang ok cắt ngang OK, rồi cắt ngang là một cái trường hợp đặc biệt ha, nó có thể là phân tích hoặc là mô tả ha. OK. Bây giờ anh chỉ mong đợi các bạn nói một cách vẹn thôi cũng được không không cần phải hiểu đâu ha nếu mà hiểu thì tốt nhưng mà bây giờ mình sẽ nhắc đi nhắc lại để cho nhớ ha rồi trong phân tích thì chúng ta có gì ờ, cách nghe cũng có nè rồi bệnh chứng nè rồi cao hơn nữa là đoàn hệ lúc này là bắt đầu mình theo dõi theo thời gian này, đúng không rồi còn gì nữa không hết rồi ok đừng cố gắng nghĩ thêm rồi trong can thiệp chúng ta có gì cái mà gọi là tiêu chuẩn mà người ta hay nhắc tới là RCT là nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiên uh, có đối chứng ha vân vân rồi à, đó thì từ, từ rồi trong những nghiên cứu hồi nãy các bạn thấy ha những nghiên cứu nào có khả năng xác lập nhân quả tốt nhất là nghiên cứu nào RCT là tốt nhất rất là mạnh ha rồi uh, thấp nhất là thằng nào thấp nhất báo cáo ca bệnh ha báo cáo ca bệnh là thấp nhất đúng không mình, nhìn mình mô tả họ lại họ thôi mà rồi ngoài ra còn có những là cắt ngang thì cũng tương đối nó tùy ha nếu mà cắt ngang phân tích thì cũng có thể cao hơn nhưng mà chỉ đơn thuần mô tả thôi thì nó cũng chưa có gì nhiều đó thì uh, có các bạn như vậy ha rất mạnh là nghiên cứu thử nghiệm ngôi nhiên đối chứng bởi vì sao bởi vì cái yếu tố số 7 là cái tiêu chuẩn số 7 là tiêu chuẩn về can thiệp ha bằng chứng và thực nghiệm nó mới trò mạnh nhất rồi ở thấp hơn thì chúng ta có đoàn hệ nè bởi vì quanh đoàn hệ chúng ta có theo dõi theo thời gian nhưng mà chúng ta chỉ nhìn và phân tích thôi chứ chúng ta không có tác động lên họ sau đó là bệnh chứng nè và cách ngang và cuối cùng là những nghiên cứu sinh thái học và tương quan những ca bệnh báo cáo ca bệnh thì nó còn thấp hơn nữa ha ok rồi thì anh nói sơ qua một số cái thiết kế nghiên cứu một lần nữa cho các bạn à, à, nhắc lại sẽ sẽ dễ nhớ hơn RCT là bằng nghiên cứu tốt nhất để mà đánh giá cái uh, yếu tố nhân quả ví dụ như là thuốc A có phải là thuốc điều trị hiệu quả cho cho bệnh B hay không vaccine Pfizer có phải là vaccine hiệu quả để phòng ngừa Covid-19 hay không ha? hay là Mononpiravir gì đó có phải điều trị hiệu quả cho Covid-19 hay không à, uh, tuy nhiên á uh, một số trường hợp chúng ta khó có thể xác định nhân quả lắm ví dụ như hút thuốc lá không thể nào anh anh kêu các bạn chia thành hai nhóm bốc ngẫu nhiên nhóm bắt hút thuốc lá nhóm không hút thuốc lá được đúng không các bạn đã đảo anh kiện anh đủ thứ hết có một số yếu tố mình không thể nào can thiệp được ha mình chỉ có thể quan sát mà thôi đó thì uh, trong các nghiên cứu để mà đánh giá yếu tố nguy cơ thì người ta ít khi sử dụng một nghiên cứu RCT lắm RCT thường sử dụng trong nghiên cứu về sự thử nghiệm thuốc nè, ha, hay là vaccine, thì nó sử dụng nhiều hơn. Còn những nghiên cứu đánh giá về yếu tố nguy cơ hay là đánh giá hành vi thì thường là nghiên cứu quan sát. Thì ở nghiên cứu quan sát chúng ta có đoàn hệ hoặc là bệnh chứng, ha. Thì những đoàn hệ thì nó sẽ giảm thiểu được nhiều sai lệch. Còn bệnh chứng thì nó sẽ gây ra một số dạng sai lệch như là sai lệch nhớ lại. Thì qua Uh, thứ năm tuần này cô Hồng sẽ dạy các bạn, cô Hồng trưởng bộ môn sẽ dạy các bạn một bài là nghiên cứu uh, bệnh chứng. Ha, các bạn sẽ biết được nó có những cái sai lệch nào. Ừ. Rồi, nghiên cứu cắt ngang. Tại sao nó lại không có hiệu quả nhiều? Bởi vì nó không có yếu tố số 4. Đúng không? Yếu tố số 4 là yếu tố gì? Là thời gian. Cắt ngang là gì? Ủa, một thời điểm. ha uh, Xem là nó có liên quan gì với nhau hay không thì nó chưa có đủ ha à. rồi và cái cuối cùng là nghiên cứu sinh sinh thái học ha thường là nó sẽ sử dụng dữ liệu lớn nhiều quốc gia nó khó ít khi nó tập trung vào từng cá thể lắm thì như vậy nó sẽ cung cấp bằng chứng à, yếu nhất và đồng thời nó cũng không có đánh giá được cái à, mối liên hệ về thời gian rồi quay lại câu trắc nghiệm hồi nãy nghĩ các bạn cũng có câu trả lời ha đáp bán là câu A đúng không? Đáp là câu A ha. Ủa các bạn phải phản bùm lên chứ phản bác lại chứ không không có bạn nào phản ứng gì luôn trời ơi. bùm lên đáp bán là câu gì câu D trời ơi chiến đấu yếu quá vùng lên chứ à đó là câu về ha trước trước khi chúng ta đi vào các tiêu chuẩn Hill thì À, chúng ta phải xác định xem là liệu là có mình đo có sai hay không, có phải mình đo bậy hay không, hoặc là mình đo xong rồi có phải là do yếu tố gây nhiễu nó làm ảnh hưởng hay không, ha, thì sau đó mình bắt đầu xét là những yếu tố nó nó chính quy khác, à, loại trừ cái ngẫu nhiên nữa ha. Rồi, thiết kế nghiên cứu nào không giúp xác lập mối liên hệ nhân quả? Yeah đúng không? hay là B, A, à, OK, rồi. Các bạn biết ha, nghiên cứu hợp bệnh thì người ta chỉ mô tả thôi và nó muốn cứu rất là đơn sơ ban đầu nhưng mà nó rất là, rất là quan trọng không thể thiếu ha. Covid 19 thì cũng là xuất phát từ cái trường hợp bệnh thôi. Rồi câu tiếp theo, thiết kế nghiên cứu nào giúp cung cấp bằng chứng tốt nhất cho kết luận về mối liên hệ nhân quả? B ha, thấy dài nhất là chọn đúng không? OK, cứ thử nghiệm ngẫu nhiên. Bởi vì sao nó có yếu tố gì? Nó có hai yếu tố trong cái tiêu chuẩn Bradford Hill là yếu tố số 4 là thời gian, và yếu tố số 7 là uh, bằng chứng và thực nghiệm. Hai cho nên là nó sẽ uh, tác động mạnh nhất. Rồi bằng chứng quan trọng và không thể thiếu để đánh giá mối liên hệ nhân quả là gì? Xe là mối liên hệ về mạnh à, thời gian ha. Uh, hợp lý mà sinh học cũng được. Uh, tuy nhiên thì không có thì cũng không sao ừ rồi thì uh, sau bài này ha thì ôn tập sơ qua thứ nhất là các bạn biết được định nghĩa nguyên nhân là gì ha nguyên nhân là gì nguyên nhân là uh, thằng nào xảy ra trước Ý là nó sẽ là mối mối liên hệ mà yếu tố xảy ra trước về mặt thời gian nó ảnh hưởng đến yếu tố sau đó và mọi yếu tố nguyên nhân thường là nó chỉ là mức độ tiềm năng thôi ha mình không thể nào chắc chắn được trong y khoa không bao giờ nói chuyện chắc chắn rồi các bạn cũng biết là cái mối liên hệ của nó trong cái um, y khoa về y tế công cộng nó giúp cho các bạn có được cái chẩn đoán xác định nè, giúp cho các bạn có biết được là mình điều trị như thế nào, biết được là mình sẽ tại sao phải tiêm vaccine ha. Và các bạn biết được là mình áp dụng được những cái tiêu chuẩn của Bradford Hill trong cái việc mà đánh giá cái bằng chứng, uh, đánh giá độ mạnh của nhân quả. Uh, nhưng mà trước khi mình vào những cái tiêu chuẩn đó thì mình sẽ đánh giá xem là nó có sai số hay không, hay mình đo lường có bị sai hay không. Rồi có yếu tố nào gây nhiễu hay không và uh, có phải do ngẫu nhiên hay không? Ha và uh, cuối cùng là uh, các bạn giải thích được vai trò của các thiết kế nghiên cứu ha, mạnh nhất là RCT, thấp nhất là là tương quan sinh thái hoặc là giữa giữa chúng ta có bệnh chứng hay hay đoàn hệ. Rồi thì quay lại hình con mèo này. Các bạn sẽ phải đặt những câu hỏi nào để mà cho thấy mình có học bài này rồi? anh gợi ý câu hỏi đầu tiên sự kiện nào xảy ra trước đúng không cái quan trọng nhất của quan trọng nhất của nhân quả là gì không con mèo ngồi lên nó mới sập hay là nó sập rồi con mèo chạy lại ngồi ok câu hỏi nào nữa thể hiện là mình có học tệ rồi hình này có chỉnh sửa hay không tính hợp lý mà mình sinh học đúng không ok rồi gì nữa Ừ. chứng và thực nghiệm thì sao bỏ con mèo ra cái hết hả? thử coi có con mèo nằm nào nằm mà không sập không ha bắt đầu mình đi qua nhà hàng xóm mình coi xem là lên nóc nhà ngó ngó ha để chờ lên xe tự ngó xem là có con mèo ha? À, nào, nào, nào nằm mà không sập hay không hoặc là có máy 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 hình nào sập mà không có con mèo hay không Đúng không mình phải tư duy khoa học chứ, đó. rồi sao nữa, bao lâu thì mình mới thấy cái này xảy ra một lần, ha? cái tần suất xuất hiện của nó để thể hiện cái gì, tính đồng nhất, ha, Hình như là coi những nước khác xem là, ý là những những hành xóm khác là nó có xảy ra hiện tượng này hay không, ha, rồi mình bằng chứng thực nghiệm là gì, bỏ thêm một con mèo vô nó có sập thêm nữa không, đó, canh nhiều mèo năm hay sập canh giữ, hay là uh, về mặt cơ chế đi. À, các bạn nghĩ xem là một con mèo nó có thể làm sọc được cái máy máy máy, máy nhà này không Đúng không bằng chứng của sinh học rồi bằng chứng rõ ràng nhất là thực nghiệm ha bạn có tận mắt thấy là con mèo làm sọc hay không à chẳng như mình mình một bạn mình đi ra mình nói với bạn đi thì đứa bạn mình sẽ hỏi là mày có tận mắt tận mắt thấy điều đó hay không ha rồi đó thì nó quy là một cái bản như vậy ha các bạn có thể coi trong sách Uh, và uh, cảm ơn các bạn đã uh, không ngừng lắng nghe bài giảng nữa. rồi các bạn có thắc mắc gì không à rồi ok anh hiển tất um, tới các bạn học bài này không ta đến coi, coi. Um, first level bias đến tìm hiểu rồi uh, một bạn có hỏi là ở các bài cái thiết kế nghiên cứu á, ha thì uh, có một cái các bạn hỏi là cái cross level bias là gì à, thì nó giống như cái hình này nè ấy tí ha Rồi anh ví dụ nha. À, cái này nó thứ nhất là nó không có liên quan đến ý là nó nó ý là nó nó sẽ lên cao sau này các bạn học dịch tễ mà các bạn phân tích dữ liệu á nhiều nước đó thì các bạn mới quan tâm cái này thôi. Bạn nào sau này thích về mảng gọi là gì ta? Global health, sức khỏe toàn cầu ha. Bạn nào mà đi sau này thích kiểu xác định là mình đi du học đi mình mình một số cái hướng nghiên cứu thì bây giờ là global health là sử dụng cái dữ liệu lớn ha ở đây có bạn nào thích về dữ liệu không AI data science bạn nào học, hoặc là những bạn nào hồi xưa thích học toán ha? ha có thể ứng dụng vô cái việc mà phân tích dữ liệu sau này hoặc là bạn nào thích lập trình ha có bạn nào học y mà thích lập trình không đó đó là những cái công cụ sau này rất là hữu hữu dụng ha rồi thì người ta thấy rằng đó là nếu mà chúng ta chỉ xem xét những cái nghiên cứu đơn thuần thôi đó ha ví dụ như là ở đây chúng ta có năm nhóm A B C D E thì giống như cái hình hồi nãy ha, nếu mà chúng ta xét nhóm A thì chúng ta thấy là uh, X tăng thì Y giảm, đúng không? Anh ví dụ như là tiêu thụ muối càng cao thì huyết áp càng giảm. À, ở trong cái cộng đồng dân số nha, anh nói cái một cái cộng đồng nha. Thì những người nào mà có lượng muối ăn vào càng nhiều thì chúng ta thấy là cái huyết áp của họ càng giảm. Tương như vậy ở dân số B cũng vậy luôn, chúng ta thấy là ồ, sau những người này uh, ăn muối càng nhiều nhưng mà lại huyết áp càng giảm thì nhưng mà nếu mà chúng ta gom lại dữ liệu của nhiều nước lại với nhau á thì chúng ta thấy là à như vậy là nó có một yếu tố gây nhiễu nào nó dẫn đến cái điều này thôi chứ thật ra khi mà xét dữ liệu của nhiều nước hoặc là đa trung tâm á thì chúng ta thấy là cái yếu tố này nó tăng dần ha, nó giống như cái hình hồi nãy anh đưa vào á chẳng qua là cái hình hồi nãy thì anh để hình tròn anh thấy là không có mối liên quan thôi còn cái này thì thì là nó có uh, mối liên quan trong từng khu vực nhưng mà mối liên quan giảm còn khi gom lại thì nó tăng thì cái này là do yếu tố gây nhiễu ha thường là yếu tố gây nhiễu rồi các bạn có câu hỏi gì không à, tính đồng bộ tính đồng bộ là ý là ở đây là đồng đồng bộ về mặt sinh học á bởi vậy anh mới nói là nó giống như là cái cái cái, cái tính là um, ta hợp lý về mặt sinh học ha? nó tự tự như vậy hay khi các bạn chỉ cần biết vậy thôi nó không tại vì nó nó là phần người ta lúc đầu tiêu chuẩn của Bradford Hill nó có bảy tiêu chuẩn ha tự nhiên một số ông ngồi phát triển hai tiêu chuẩn thì anh đưa vào cho đủ tài liệu thôi ha nhưng mà các bạn biết là uh, trong sách anh có ghi ha là tính đồng bộ đây là đồng bộ với cơ chế sinh lý học á, sinh lý bệnh học để mà xem là yếu tố đó có phải nguyên nhân hay không còn tính đồng dạng là sao tính đồng dạng là những cái thể khác nhau của yếu tố nguy cơ nó vẫn có thể dẫn tới cái bệnh. Anh ví dụ như là cái um, hút thuốc lá đi ha. Thì cho dù hút thuốc lá là thụ động hay là chủ động thì cái tác động lên tới ung thư phổi vẫn như nhau. Thì như vậy chúng ta càng tin hơn về cái tác hại của thuốc lá. ha. Giống như là như hồi nãy anh nói là nếu mà thuốc lá, hút thuốc lá thì làm tăng ung thư ung thư phổi đi. Nhưng mà uh, hút thuốc lá thụ động thì lại không làm tăng thì như vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi là liệu là có phải do cái khó thuốc hay không hay do yếu tố nào. Ừ. Không biết không biết anh anh trả lời vậy có có rõ ý của bạn không ta? À, đó, như hồi này anh nói là một số người họ họ làm cho nó nó nhiều hơn thôi nhưng mà khi mà sử dụng thực tế thì nó chỉ có như đó thôi à. Cho nên anh muốn làm đơn giản lại cho các bạn á. Đó. đó. <laughs> rồi các bạn nào có uh, câu hỏi gì khác không ok thì uh, nếu vậy thì uh, thứ năm này các bạn học bệnh chứng à tùy mình thôi mình nhớ cái nào thì mình làm cái đó Nhớ là, nhưng mà thường là người ta sẽ xét đến tối thời gian trước à, uh, cho nên là khi mà các bạn đọc một cái nghiên cứu thì các bạn sẽ xét là ok nó có yếu tố thời gian hay không, thứ hai là nó có thực nghiệm hay không, sau đó thì khi bạn đọc thì xem là nó có, có cái chỉ số uh, liên quan nó có mạnh hay không nè, ha, uh, hay rr nó có cao hay không, rồi cái uh, xem họ lý giải về cơ chế sinh lý bệnh học nó phù hợp hay không, đó, rồi uh, xem là cái mối liên hệ này có tăng theo liều hay không, ha, uh, càng nhiều thì nó càng theo liều, uh, đó, rồi uh, đó các bạn từ từ xem xét những yếu tố đó. Uh. <laughs> Ok, thì nếu không có thắc mắc gì thì à, thứ năm này các bạn sẽ học bệnh chứng với cô Hồng ha. Rồi thứ hai tuần sau mình sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ lần 1. À thứ hai tuần sau ha, thứ hai tuần sau mình sẽ làm bài giữa kỳ lần 1, ngày 3 tháng 4 ha. Và tháng tư. Um, các bạn về tranh thủ thêm vào cái MS Team ha để được đầy đủ. Rồi ok. À rồi rồi à, có giới hạn nội dung bài thi ha. À, bây giờ anh nói trước nhưng mà sẽ sẽ gửi lên uh, trong group đó cho các bạn cùng coi. Thì uh, giới hạn bài lần 1 chỉ tập trung vào các số đo thôi. Thứ nhất là bài mở đầu, thứ hai là um, số đo cơ bản, đúng không? Các số đo tần suất bệnh tật. Thứ ba là uh, so sánh uh, cái uh, tần suất giữa các nhóm khác nhau và thứ tư là cái uh, cái bài này. Ha? Còn cái còn cái thứ năm nữa, thứ năm là cách thiết kế nghiên cứu thì để anh xem ha cách thiết kế nghiên cứu thì để anh xem nhưng mà ít nhất sẽ có bốn bài ha thêm bài này nữa lớp D đúng không đúng rồi rồi à, anh đang làm việc uh, với quản lý đào tạo ha thì nhiều khả năng là các bạn sẽ thi online ha cho nên là tất cả những bạn uh, ngoài lớp D ra thì các bạn đều học đi online đúng không à, thì các bạn thì không sao rồi chỉ lớp D thôi đúng không lớp D thì à, có gửi mail cho anh thì ở đây có bạn nào lớp D không vậy? À, có hả? Lớp D có gửi cho anh đó, thì nói là ô anh sẽ ok ha, nói chung là sẽ tổ chức online đó. Chứ... Ừ. Thì uh, hiện tại là bộ môn sẽ tính là sẽ tổ chức vào khoảng uh, cỡ tại vì có 15 phút thôi à, cỡ 4 rưỡi 5 giờ cho các bạn để mà các bạn nào về á, nếu mà cũng muốn về nhà để thi á, kiểm tra chứ nó thi nặng nề quá à, cỡ 10 đến 15 câu thôi ha thì các bạn có thể về kịp ha. hoặc là quán cà phê nào đó thì sẽ nội dung kiểm tra thì thì, thì 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 chị Linh sẽ báo với các bạn cụ thể ha cái hình thức chứ hình cái bao nhiêu phút rồi bao nhiêu câu thì chị Linh sẽ báo với các bạn cụ thể ừ. tại vì lớp D sẽ học môn uh, chị nói hình ảnh trước đúng không? Ừ ở dịch tễ thì học online ừ. Ừ. đúng rồi tuần sau là học dịch tễ online và kiểm tra online luôn ha do, do là các bạn sẽ phải di chuyển á cho nên là các bạn có vô lớp trẻ hôm sau ha miễn sao là khoảng thời gian là bốn rưỡi có mặt là được ha để mà các bạn kiểm tra đúng không ý là anh chấp nhận một số bạn đi trẻ ý ý là nếu mà có thì không sao ha miễn sao bốn rưỡi có mạnh là được rồi có mạnh có mạnh trong trong ms team á ừ, ừ. ừ, ok nếu có gì thì uh, các bạn cứ thoải mái đăng câu hỏi lên ms team ha nếu có gì gì thắc mắc thì cứ đăng đăng lên trên đó